Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều thuận lợi, may mắn. Hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với các bạn bài tử vi tuổi thân tháng 2 âm lịch năm 2021 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng con giáp trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Mong rằng những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi thân tháng 2 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Cho thấy con đường mà bạn đang đi rất thuận lợi khi có nhiều người nâng đỡ. Bên cạnh việc tự lực để phát huy tối đa năng lực của mình trong tháng này, song song với đó, bạn vẫn nên giữ mối quan hệ tốt với các tiền bối trong ngành để gia tăng sức mạnh của mình. Ngoài ra, nên cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói, tránh những đổ vỡ không đáng có. Đây cũng là tháng thuận lợi để người tuổi thân thực hiện những bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp, vì thế, hãy tận dụng tốt cơ hội đang có, đừng vì mất tập trung vì những vấn đề liên quan tới mối quan hệ và chuyện tình cảm mà bỏ lỡ cơ hội. Nếu ai muốn khởi nghiệp thì cũng có thể thực hiện ngay từ bây giờ sau khi mà bạn học hỏi được kinh nghiệm từ một người đã từng thành công khi làm lĩnh vực tương tự. Bạn được đối phương hỗ trợ nhiệt tình nên hạn chế được những thiệt hại không đáng có vì thiếu kinh nghiệm. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi thân âm lịch về phương diện tài lộc. Tháng mới cho thấy vô cùng thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh đối với con giáp tuổi thân. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Tháng 2 năm 2021 này có nhiều thông tin mới, có cả các thông tin gây bất ngờ, những thông tin mang đến cơ hội. Bạn sẽ cần phải đủ nhanh nhạy và bản lĩnh để có thể nắm bắt được tất cả chúng, thế nên hãy chủ động và tích cực hơn để không bỏ qua bất cứ phút giây nào nhé. Nhìn chung, bản mệnh có thể thu về một số lợi nhuận về tài chính nhưng sẽ hơi khó khăn nếu bạn muốn đạt được các mục tiêu cao vượt trội. Nhưng không có nghĩa là không thể một khi bạn đủ quyết tâm tuổi thân nhé. Việc gặt hái được doanh thu cao thường dễ thấy ở những người có kinh nghiệm trong việc kinh doanh, đầu tư, lúc này họ đang thu hoạch sau những tháng ngày vất vả dồn tâm, dồn sức để gia tăng thu nhập. Bên cạnh đó, những ai đang có ý định muốn học hỏi về các lĩnh vực đầu tư thì có thể bắt đầu các bước khởi động của mình đi nhé. Tử vi tuổi thân tháng 2 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Theo tử vi tháng 2 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch, vận trình tình cảm của con giáp tuổi thân có nhiều thăng trầm nhưng đó là những điều thú vị. Bản tính của bạn cũng không thích cái gì diễn ra quá đều đều nên bạn rất biết gây chú ý với một nửa của mình. Người độc thân thời gian này nên dành thời gian để chăm chút hơn cho bản thân và chịu khó thay đổi diện mạo của mình theo hướng tích cực hơn để thu hút người khác giới. Tuy nhiên, bạn không nên kỳ vọng có sự thay đổi nhanh chóng trong đời sống tình cảm trong thời gian này, hãy để mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên bạn nhé. Ngũ hành xung khắc cho thấy đôi khi các cặp đôi có xảy ra mâu thuẫn vì chuyện gia đình, con cái, tiền bạc. Thậm chí có thể giận hờn không nói chuyện một ngày, nhưng bản mệnh nên nhớ là lúc nóng giận đừng nói ra những lời chua xót khiến sau này cả hai chẳng thể nhìn mặt nhau. May mắn là sau đó hai biết cùng ngồi lại để cùng tìm cách xử lý vấn đề nên tình cảm được cải thiện. Hai bạn không cần có quan điểm giống nhau, đơn giản hiểu và biết nhún nhường cho nhau một chút là được. Nguyệt lệnh lâm cung đế vương lợi ích cho sự sinh nở, dự báo có những cặp đôi có tin vui trong tháng này, ai đang dự sinh con trong tháng 2 năm 2021 thì càng thuận lợi, mẹ tròn con vuông, giải tỏa hết âu lo cho cả gia đình. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi thân âm lịch về phương diện sức khỏe. Tử vi 2021 chỉ ra rằng, trong tháng mới, có thể vì người tuổi thân phải làm việc nhiều với cường độ cao nên hay có cảm giác mệt mỏi, cho dù cơ thể khỏe mạnh nhưng không có nghĩa là bạn có thể phá sức, vì làm việc triền miên, không ngừng nghỉ đâu nhé. Khi cảm thấy không thể tập trung thì chỉ cần bạn chợp mắt 15 đến 30 phút là cũng đã có thể tỉnh táo trở lại để làm việc rồi. Do đó, đừng tiếc khoảng thời gian ngắn và quý giá đó bạn nhé. Nhị hắc bay về phương Tây Bắc dự báo bản mệnh dễ mắc bệnh thần kinh suy nhược, tinh thần bất định. Điều này chứng tỏ bạn cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn nhưng với điều kiện hiện tại thì việc này không thực sự dễ dàng, do đó tuổi thân nên lưu ý để cân đối lại thời gian, sắp xếp lại cuộc sống của mình.
Thời gian này bạn có xu hướng ăn đồ ăn nhanh để cho qua bữa còn tập trung làm việc, vì thế bữa ăn không đảm bảo dinh dưỡng, thậm chí ai có tiền sử bệnh đau dạ dày thì lúc này có nguy cơ tái phát cao. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thân. 1. Bính thân, hỏa, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, bản tính không tham lam nhưng bạn lại đạt được nhiều thứ hơn người khác. Quý nhân, dậu tí. Tiểu nhân, sửu mùi. Màu sắc may mắn, đen trắng. 2. Mậu thân, thổ, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, đừng hơn thua với kẻ không hiểu chuyện kẻo thiệt thân. Quý nhân, thìn mão. Tiểu nhân, dậu tuất. Màu sắc may mắn, xanh lá, vàng. 3. Canh thân, mộc, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, không chỉ giúp cho mình mà bạn còn giúp cho rất nhiều người. Quý nhân, dậu thìn. Tiểu nhân, mùi, ngọ. Màu sắc may mắn, trắng, xanh. 4. Nhâm thân, kim, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi thân âm lịch, sự xa cách có thể khiến bạn phiền lòng. Quý nhân, hợi, mão. Tiểu nhân, tuất thìn. Màu sắc may mắn, nâu, đỏ. 5. Giáp thân, thủy, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, có một số niềm tin cần thay đổi nếu muốn hạnh phúc hơn. Quý nhân, dần thìn. Tiểu nhân, sửu ngọ. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới. Xin chào và hẹn gặp lại.